Xin kính chào quý vị đến với bản tin 6 giờ sáng của Vietnam Top News, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới. Bản tin được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Tôi là Như Quỳnh, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin sáng nay, ngày 10 tháng 9 năm 2020. Bà cụ 89 tuổi quyết bán nhà xây 5 cây cầu. Brazil lên lịch tiêm ngừa vaccine COVID-19 toàn dân, hãng sản xuất ngừng thử nghiệm vì sự cố. Bắc Kinh cáo buộc đặc vụ Australia đột kích nhà báo Trung Quốc. Apple kiện Epic Games vì vi phạm hợp đồng liên quan đến App Store. Phát hiện hơn 5.000 thùng găng tay y tế giả. Mở đầu của bản tin 6 giờ sáng nay, xin mời quý vị cùng Như Quỳnh nhâm nhi ly cà phê với những thông tin đến từ Việt Nam Top News. Mới đây, một cụ bà 89 tuổi với tâm nguyện hoàn thành xây 5 cây cầu để thực hiện ước mơ của người dân khu vực suốt 46 năm qua, bà quyết định bán hẳn căn nhà của mình, đóng góp thực hiện ước mơ này biến thành sự thật, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ bà Huỳnh Thị Tín sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bán căn nhà để xây 5 cây cầu là câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ dư luận. Khoảnh khắc đặt chân lên cây cầu, bà cụ đã bật khóc. Ở tuổi như người phụ nữ đáng quý trong câu chuyện bên dưới, có lẽ mọi ganh đua hay tiền bạc cũng chẳng còn quan trọng. Tâm nguyện xây cầu cho người dân, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mới là lẽ sống của bà. Theo lời người kể chuyện, cụ bà năm nay đã 89 tuổi, không có con cháu nên sống chẳng ràng buộc gì và hết lòng vì cộng đồng. Thời trẻ làm lụng vất vả, đến khi về già, cụ dành dụm được chút tiền mua được căn nhà. Tưởng chừng đó là nơi để bà ăn dưỡng tuổi già, có nơi che nắng, trú mưa vì không có con cháu bên cạnh. Nhưng 2 năm trước, bà đã nhờ người giao bán căn nhà duy nhất của mình. Lúc đó, bà đã biết đến một chương trình từ thiện nên quyết định bán căn nhà, góp tiền giúp người dân có hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Nghẹn ngào hơn nữa là khoảnh khắc bà cụ đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu. Sau 2 năm, tâm nguyện của bà cũng thành hiện thực. Dù đôi chân đã yếu, bước từng bước run run và bà bật khóc rưng rức, miệng lẩm bẩm, vậy là tâm nguyện cuộc đời bà đã thành hiện thực rồi. Những nhịp cầu nối hai bờ và nối tấm lòng nhân ái của cụ bà 89 tuổi bán nhà xây cầu gửi đến xã hội. Do tuổi cao, bà không thể ghé thăm hết 5 cây cầu, nhưng rồi đây chúng sẽ giúp bà chuyển tấm lòng đến mọi người. Tiếp theo là những tin tức nóng trên thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết, nước này sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hàng loạt cho người dân vào tháng 1 năm 2021. Quốc gia Nam Mỹ đang tiến hành ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất và dự kiến sau khi sở hữu vaccine ngừa COVID-19, Brazil sẽ tiến hành tiêm chủng cho toàn dân vào tháng 1 tới. Bộ Y tế Brazil cũng dự báo sẽ tiếp nhận khoảng 100,4 triệu liều vaccine có tên AZD1222 do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phát triển, phối hợp sản xuất cùng với quỹ Aswando Cruz của bang Rio de Janeiro. Lô hàng thứ hai dự kiến sẽ được hoàn thành trong nửa cuối năm. Mặc dù Bộ trưởng Y tế Brazil sẽ tuyên bố tiêm chủng cho toàn dân, song trước đó, thư ký điều hành của bộ này nhấn mạnh, trước mắt chính phủ sẽ ưu tiên tiêm phòng cho nhóm người thuộc nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tuy nhiên, cùng ngày, hãng dược phẩm liên doanh Anh Thụy Điển đã quyết định ngừng thử nghiệm lâm sàng theo cách thức ngẫu nhiên đối với vaccine AZD1222. Nguyên nhân là do một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đã mắc một chứng bệnh chưa xác định. Truyền thông Trung Quốc cho biết các đặc vụ Australia đã khám xét nhà và thu giữ máy tính của 4 nhà báo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng. Chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố vụ nhà báo Australia Cheng Lei bị bắt giữ vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc hôm 8 tháng 9, nhà nước của Trung Quốc đã công bố báo cáo về việc các nhà báo Trung Quốc ở Australia bị đối xử bất công. Các đặc vụ Australia đã khám xét nhà của các phóng viên Trung Quốc từ hôm 26 tháng 6. Các nhà báo cho biết họ đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ và bị tịch thu máy tính, điện thoại, USB cùng những bài viết của mình. Không chỉ vậy, họ còn bị yêu cầu giữ bí mật mà không hề được cung cấp bất kỳ lý do nào hoặc bằng chứng thích hợp nào cho việc này. Hãng thông tấn CNN cho biết Australia đã kết luận các phóng viên này không tham gia vào những hoạt động không phù hợp với vai trò của họ. Báo cáo tiếp tục khẳng định các nhà báo Trung Quốc luôn tôn trọng pháp luật địa phương và tuân thủ đạo đức báo chí về sự công bằng, sự thật và chính xác. Hiện Bộ Ngoại giao Australia vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã bước vào chặng cuối và hai cặp ứng cử viên của hai đảng đang so kè nhau để giành lợi thế tại các bang chiến trường. Ngày lao động Mỹ mùng 7 tháng 9 được coi là một cột mốc mở màn cho chặng đường nước rút của các ứng viên trước ngày bầu cử Tổng thống. Tính đến ngày mùng 8 tháng 9, tổng hợp toàn bộ kết quả của các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump 7,1 điểm. Hiện cả hai phe đều tập trung tranh đạt tại các bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, các tiểu bang này nghiêng về các ứng viên Dân Chủ trong 25 năm trước khi ông Trump bất ngờ giành chiến thắng sát sao tại đây trước bà Clinton hồi năm 2016. Ông Trump đã đến Wisconsin 3 lần trong vài tháng gần đây và dự kiến đến Bắc California, Florida, Michigan và Pennsylvania trong tuần này.
Trong khi đó, ông Biden trong chuyến thăm Wisconsin đầu tiên hồi tuần trước đã dừng chân ở thành phố Kenosha để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri da màu. Hôm qua, ông Biden đến Pennsylvania để gặp lãnh đạo các liên đoàn và người lao động. Tại đây, ông chỉ trích chính sách kinh tế của chính quyền Trump chỉ có lợi cho giới nhà giàu và nói rằng chính những người lao động mới đang vận hành nền kinh tế đất nước. Hai ứng viên phó tổng thống là ông Mike Pence và bà Kamala Harris ngày 7 tháng 9 cũng đến Wisconsin để vận động cử tri. Ngày 8 tháng 9, Apple đã đệ đơn kiện ngược lại Epic Games, nhà sáng lập trò chơi Fortnite, về việc vi phạm hợp đồng với kho ứng dụng App Store trên iOS để tránh không phải trả hàng triệu USD tiền phí. Apple yêu cầu tòa án buộc Epic phải bồi thường cho những thiệt hại trên và cấm công ty này làm điều tương tự trong tương lai. Apple và Epic đã rơi vào một cuộc chiến pháp lý kể từ tháng 8 năm 2020 khi nhà sản xuất trò chơi nổi tiếng này tung ra hệ thống thanh toán trong ứng dụng của riêng mình để phá vỡ điều mà Epic gọi là sự độc quyền của Apple. Trong thỏa thuận ban đầu, kho ứng dụng App Store của Apple yêu cầu các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán của Apple và trả 30% tiền phí. Sau động thái của Epic, Apple đã chặn quyền cung cấp các bản cập nhật hay ứng dụng mới của nhà sản xuất trò chơi này trên App Store. Và Epic đã kiện Apple với cáo buộc rằng những điều khoản trên App Store vi phạm luật chống độc quyền. Tòa án đã cho Apple chặn Epic phân phối các tựa game mới khi vụ việc diễn ra. Sau phiên bản hiện có cũng như hệ thống thanh toán của Epic, Apple cho biết sẽ cho phép phần mềm này trở lại kho ứng dụng nếu Epic loại bỏ tính năng thanh toán trực tiếp để tuân thủ thỏa thuận với nhà phát triển. Nhưng Epic đã từ chối, nói rằng việc tuân theo yêu cầu của Apple sẽ là thông đồng với Apple để duy trì sự độc quyền của họ về hoạt động thanh toán in-app trên iOS. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý. Mặc dù đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19, nhưng bệnh nhân thứ 883 là ca nặng bệnh nền, chưa thể xuất viện và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trong sáng ngày 9 tháng 9, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp tục có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân thứ 717 sinh năm 1976, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, bệnh nhân thứ 729 sinh năm 1969, trú tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, bệnh nhân thứ 982 sinh năm 1930, trú tại xã Điện Hòa, Điện Bàn, bệnh nhân thứ 883 sinh năm 1937, trú tại phường Thanh Hà, Hội An. Riêng bệnh nhân thứ 883, 80 tuổi, có bệnh nền nên dù đã được chữa khỏi COVID-19 vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện, chưa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại được xuất viện, đưa về nhà cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe và được lấy thêm 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 nữa trước khi hòa nhập cộng đồng. Tính đến nay, đã có 75 bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Quảng Nam được các bệnh viện công bố khỏi bệnh. Ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện hơn 5.000 thùng găng tay y tế giả nhãn hiệu Khải Hoàn trong một căn nhà. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 8 tháng 9, đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng găng tay y tế giả. Căn nhà này do một đối tượng tên V thuê để làm kho chứa hàng. Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng V và tiếp tục làm rõ vụ việc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng quản lý thị trường liên tục phát hiện, bắt giữ hàng triệu đôi găng tay y tế, khẩu trang giả đã qua sử dụng được tái chế lại để tuồn ra thị trường và đưa sang nước khác. Bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, quán karaoke Phoenix 2 Hà Nội vẫn lén lút kinh doanh, đón khách vào quẩy tưng bừng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, những ngày gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng quán karaoke Phoenix 2 có địa chỉ tại N8 A9, đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chống lệnh thành phố để lén lút kinh doanh đón khách. Theo ghi nhận hình ảnh, quán karaoke Phoenix 2 đã tắt toàn bộ thiết bị chiếu sáng ở tầng 1, đóng kín 2 cánh cửa ra vào. Khi thấy có khách gọi điện, nhân viên của quán mới lén lút ra dẫn khách vào bên trong. Lãnh đạo công an phường cùng với lực lượng công an phường phối hợp kiểm tra karaoke Phoenix 2. Lúc 16:30, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 của quán karaoke có một phòng hát, bên trong có nhiều người, cả nam lẫn nữ, đang quẩy tưng bừng theo tiếng nhạc sập sình. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản quán karaoke Phoenix 2 kinh doanh mùa dịch COVID-19 để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc và tiến hành xử lý. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thời tiết hôm nay cùng bản tin Việt Nam Top News. Như Quỳnh sẽ gửi đến quý vị những thông tin và dự báo về tình hình thời tiết trong ngày 10 tháng 9 năm 2020. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển đến mực 5.000m,
Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm trên 24 giờ. Riêng với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, có nơi trên 120mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 6 giờ sáng trên Vietnam Top News của chúng tôi xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 12 giờ 30 trưa nay.